Bây giờ là thời gian dành cho dự báo thời tiết. Ngay sáng đầu tuần, lúc mọi người ra đường đi làm ở thành phố Cần Thơ thì đã có mưa rào nặng hạt. Các nơi khác ở Nam Bộ thời tiết như thế nào? Chị Hồng Giao. Dạ vâng, xin chào anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Cùng với Cần Thơ, một số tỉnh lân cận như là tại Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang cũng đã có mưa dông cục bộ trong sáng nay. Mưa không kéo dài chừng 30 phút đến 1 tiếng, sau đó thì mây dông tan dần. Hiện tại thì toàn Nam Bộ đang có nắng, bầu không khí cũng hơi oi nóng. Khoảng nắng ráo dự báo là sẽ duy trì cho đến 2 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm cả thành phố đảo Phú Quốc, dao động trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ tại Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, mức nhiệt nhỉnh hơn một chút là từ 32 cho đến 33 độ. Sau 2 giờ chiều, mây dông sẽ phát triển trở lại và gây mưa trên diện rộng cho toàn khu vực Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 20 cho đến 40mm, thậm chí là có những nơi trên 60mm, tập trung chủ yếu tại Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Long An. Mưa to có thể gây hiện tượng là ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng về gió giật và lốc sét nguy hiểm. Mưa liên tục nhiều ngày, tường nhà ẩm ướt, các dây dẫn điện rất dễ bị chập, trò điện. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ các thiết bị điện trong mùa mưa này, mọi người nên tránh kê trực tiếp đồ điện như là TV, điện thoại, máy tính, máy in xuống nền nhà hoặc là kê sát vào tường. Tốt nhất là nên đặt các thiết bị điện cao hơn mặt đất khoảng 1 mét và cách tường từ 10 cho đến 15 cm. Chuyển sang các thông tin thời tiết biển, các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, chiều và đêm nay sẽ tiếp tục có mưa dông, làm tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện và lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.